Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của SANtv. Chương trình tối hôm nay, ngày 27 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bí ẩn vụ 85 học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa cơm nội trú của trường. Xe buýt cuốn người phụ nữ vào còng xe, kéo lê 10 mét. Bị ong đốt, bé 2 tuổi tử vong, bé 5 tuổi nguy kịch. Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19 mới, WHO cảnh báo dịch Covid-19 đang diễn ra một cách đáng sợ, có nguy cơ hàng triệu người chết. Vietjet tham vọng lãi 100 tỷ năm 2020. Vinamilk được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam 8 năm liên tiếp. Và sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sau khi ăn bữa cơm tối bán trú tại trường, 85 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học tại Lào Cai buồn nôn, sốt, tiêu chảy phải nhập viện. Vụ nghi ngộ độc thực phẩm này xảy ra khoảng hơn 6 giờ tối ngày 25 tháng 6 tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cốc Lầu. Theo đó, sau bữa cơm tối khoảng 20 phút, một số học sinh có biểu hiện mẩn ngứa, phát ban. Sau đó, càng lúc càng nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng tương tự, thậm chí còn sốt, tiêu chảy và buồn nôn. Ngay sau đó, giáo viên đã đưa các em đến trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện đa khoa huyện để điều trị. Đến 10 giờ đêm, đã có 85 trên 153 học sinh nội trú cùng ăn bữa tối đã nhập viện. Qua ngày hôm sau, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Lào Cai đã cử cán bộ trực tiếp tới cơ sở lấy mẫu thức ăn, mang xét nghiệm. Qua nhận định ban đầu, những học sinh nhập viện nghi ngờ do dị ứng với món tôm xào cà chua. Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học Cốc Lầu cho biết, đây cũng là lần đầu tiên món ăn này được đưa vào bữa ăn bán trú. Một xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với một xe máy, cuốn người phụ nữ vào cằm xe và kéo lê 10 mét trên đường. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra và xử lý vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt xảy ra trên đường Cộng Hòa, khiến một người phụ nữ bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, ngày 26 tháng 6, xe buýt số 104 chạy tuyến bến xe An Sương đến Đại học Nông Lâm. Đến đoạn đường Cộng Hòa, khi xe qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám khoảng 100 m thì tông trúng xe máy do người phụ nữ ngoài 22 tuổi chưa rõ danh tính cầm lái, lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm làm người phụ nữ cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, đẩy hơn 10 m trên đường mới dừng lại. Người phụ nữ bị thương rất nặng. Lúc này, nhiều người đã xúm lại đẩy xe buýt ra khỏi hiện trường, nhưng phương tiện kẹt thắng không thể di chuyển, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Thưa quý vị, cha mẹ đi làm rẫy, hai anh em ra sau nhà bẻ dứa và bị ong đốt. Do không có người lớn ở nhà để đưa đi cấp cứu kịp thời, hai bé đều nguy kịch và một bé đã tử vong sau đó. Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 6, một cháu bé 5 tuổi, người dân tộc Bana Na, được chuyển viện từ trung tâm y tế huyện vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng sưng phù toàn thân. Bệnh nhi có hơn 50 vết ong đốt từ đầu đến chân, các vết ong đốt mẩn đỏ, sưng, mạch nhẹ, huyết áp cao, được chẩn đoán phản ứng phản vệ độ 2 do ong đốt. Cùng với đó còn có em trai 2 tuổi cũng bị đốt với nhiều biểu hiện lơ mơ, tím tái, toàn thân sưng phù, ven nhỏ, khó bắt, các vết ong đốt thâm đen. Dù được cấp cứu tích cực nhưng do sức khỏe yếu, bé đã tử vong. Theo đó, bố mẹ các em đi làm rẫy ở xa nên thường để hai anh em ở nhà. Sáng ngày 24 tháng 6, hai anh em ra phía sau nhà bẻ dứa và bị ong đốt. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai bé. Chiều hôm qua ngày 26 tháng 6, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài trở về. Theo đó, bệnh nhân này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng. Đây là ca bệnh số 353, giới tính nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Hà Nội. Ngày 24 tháng 6, hành khách này từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25 tháng 6. Sau khi nhập cảnh, người này được cách ly tập trung tại bệnh viện Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 6, kết quả xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Hiện tại, tổng số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 4 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên là 3 ca. Và đã 71 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo dịch Covid-19 đang diễn ra đúng như tiên lượng một cách đáng sợ. Có nguy cơ hàng triệu người sẽ mất mạng trong đợt sóng thứ hai, dự kiến rơi vào mùa thu, đông sắp tới. Thưa quý vị, dù ngành hàng không đang gặp khó khăn vỗ vây do dịch Covid-19, tuy nhiên, Vietjet Air vẫn đặt mục tiêu tăng quy mô đội tàu bay và có lợi nhuận 100 tỷ năm 2020. Vietjet đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 36.000 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ vận tải hàng không 24.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 100 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt điểm hoàn vốn. Hội đồng quản trị Vietjet khẳng định đây là những chỉ tiêu tốt nhất đối với công ty trong bối cảnh hiện nay. Ban điều hành Vietjet cho biết, mục tiêu chính năm nay là mở rộng và phát triển vững chắc mạng bay nội địa, quốc tế, tăng cường hiệu quả hoạt động tài chính, đầu tư phát triển thương mại điện tử, hoàn thiện hệ thống vận hành, quy trình khai thác. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2019, Doanh thu hợp nhất của hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Việt Nam dự kiến giảm 29%, còn doanh thu vận tải hàng không giảm 40%, lãi trước thuế hợp nhất giảm 98%. Vinamilk được chọn mua nhiều nhất tại thành thị và nông thôn Việt Nam 8 năm liên tiếp. Theo đó, hãng sữa nội địa này đã tiếp cận hơn 80% hộ gia đình Việt. Nhà sản xuất nội địa này tiếp cận hơn 80% hộ gia đình Việt nhờ hoạt động quảng cáo, truyền thông nhấn mạnh giá trị dinh dưỡng, không ngừng đổi mới hình ảnh với nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Năm 2019 ghi nhận nhiều bứt phá của Vinamilk khi ra mắt gần 20 sản phẩm mới, nắm bắt xu hướng dinh dưỡng tiên tiến, cao cấp với dòng sữa Organic Gold, sữa gạo Joyri, thức uống năng lượng Power, ra sữa Happy Beauty, sữa bột trẻ em Yoko. Bên cạnh đó, Vinamilk sở hữu mạng lưới khách hàng rộng, đặc biệt ở khu vực thành thị, gần 92% người dùng chọn mua, bỏ xa thương hiệu khác trong top 10. Nhà sản xuất này thu hút thêm các hộ gia đình khu vực nông thôn bằng cách nhấn mạnh hình ảnh, giá trị thương hiệu, đầu tư mặt hàng cao cấp, tốt cho sức khỏe như sản phẩm hữu cơ, sữa hạt. Nền tảng vững chắc ở nội địa giúp Vinamilk vượt qua giai đoạn khó khăn do Covid-19, ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 14.153 tỷ đồng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh SANtv để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!